Hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả cô chú anh chị, tin chấn động nữa rồi, của chú anh chị, tin chấn động nữa rồi. Giờ Hồng Loan là nếu mà là con nuôi là sẽ không bao giờ nhận được, coi như là quyền thừa kế của tài sản của chú uh, Vũ Linh rồi, của chú anh chị. Tới công chuyện nữa rồi. Đó thì đó nội dung ngày hôm nay thì muốn chia sẻ cho cô chú anh chị là ngày hôm nay Hồng Loan có xác suất sẽ không nhận được, coi như là quyền thừa kế tài sản của chú Cậu Năm rồi. Tới công chuyện nữa rồi. Thì à, cái thưa của chú anh chị dựa vào đâu để em nói cái điều đó? dựa vào một người có tầm cỡ, không? Tầm ảnh hưởng rất là lớn trên không gian mạng hiện tại tới thời điểm này và một người này rất là hiểu biết về pháp luật và một người này coi như là rất là hiểu biết về, à, về vấn đề là nhận à, con nuôi và người này đã có rất là nhiều bằng chứng cho rằng là à, chính Hồng Loan là à, à, con nuôi và coi như là sinh không có được giấy tờ hợp pháp này kia kia nọ đó có giống vậy? cho nên là Hồng Loan cái tương lai coi như là sẽ không nhận được cái chuyện mà 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 quyền thừa kế thì à, nội dung như thế nào thì à, em mời quý vị à, coi như là bước vào cái câu chuyện cái người này và chúng ta cùng phân tích tiếp tục đúng hay sai trong câu chuyện này nha quý vị nha. thì mới đây trên một trang cá nhân của một người rất là nổi tiếng à, viết như thế này đây có giống vậy vụ kiện thừa kế tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh máu chốt là gì? có hai chuyện một Cô Hồng Loan là con nuôi hay con ruột? Chuyện này gia đình có quyền yêu cầu tòa xét nghiệm ADN. Bản thân gia đình cũng có thể độc lập xét nghiệm ADN, tự tìm cách xét nghiệm ADN để loại trừ kết quả có thể là giả. Hồng Loan là con ruột, việc thừa kế theo lực, thừa kế không có vấn đề gì. Xét nghiệm ADN, cô Hồng Loan là con nuôi tòa sẽ xem xét đến việc cô Hồng Loan có đủ giấy tờ để được xem là con nuôi hợp pháp hay không trong những trường hợp này nếu chỉ có một tờ giấy khai xanh nghệ sĩ Vũ Linh đứng tên cha thôi là không đủ nguy hiểm chưa cần phải có thêm giấy cho nhận con nuôi chẳng hạn giấy này cũng có thể làm giả nên gia đình cũng cần phải đi giám định truy xét nguồn gốc thật kỹ nếu có cô giống gì hai cô Hồng Loan là con ruột hay con nuôi hợp pháp chờ xét à chờ xét tiếp những bằng chứng về chuyện ý chí, tâm nguyện, mong muốn của nghệ sĩ Vũ Linh ở những lời có lưu lại. Ghê không? Con người sinh ra có nhân quyền về việc tự định đoạt tài sản thuộc sở hữu của mình. Nhân quyền của một con người được hiến pháp ghi nhận, di chúc cũng là một hình thức ghi nhận quyền tự nhận định tài, tài sản của một con người Vậy nên những bằng chứng ý chí Mong muốn nguyện vọng định đoạt tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh Tình cảm cao hơn tiền bạc Có cơ sở sẽ được tòa xem xét Theo xu hướng giữ được tình cảm gia đình Về việc án phí Nếu gia đình nghệ sĩ Vũ Linh chỉ kiện và xin hủy à, Thừa kế thôi án phí rất nhẹ Xong vụ kiện này nếu thua mới tính tiếp xem có kiện sinh phần thừa kế tài sản theo định đoạt tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh khi còn sống hay không. Thì đó cô chú anh chị nghe một cái nội dung của một cái người này rất là nổi tiếng ha. À, à, coi như là 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 họ nhận định như thế thì cô chú anh chị biết rằng à, nếu mà trong những cái câu văn của họ viết như thế đó thì tôi nói cô chú anh chị như thế này nè. Đó, à, sinh con nuôi nè, nếu mà là ha, nếu mà là Hồng Loan là con nuôi ha rồi không phải là xin rồi trên cái tinh thần gọi là à, à, mong muốn và cái người cho à, hai bên giấy tờ như thế thì à, cái người này tôi không biết hiểu biết pháp luật đến mức độ nào thì tôi chưa biết nha cô chú anh chị nhưng riêng góc độ cá nhân tôi như thế này nè có quyền truy xét này kia kia nọ hay không từ nhỏ tới lớn hồng loan đã là người coi như đã là người con của chú Vũ linh thì hầu như là ai cũng biết hết tất cả nghệ sĩ ai cũng đều làm chứng hết đó tất cả những video à, họ lưu lại cho nên á, những cái sự việc như thế này thật sự trong lúc nhạy cảm như thế này chúng ta đáng thật là lưu tâm và cái 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 cái, cái người này họ viết như thế thì coi như là họ đứng về phía coi như bà sáu bào đó, mà, mà bà sáu bào thì của chú anh chị bà sáu báo thì của chú anh chị biết rồi đó thì hiện giờ đang truyền tải thông tin ra bên ngoài rất 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 là nhiều để mong rằng là gì của chú anh chị mong rằng để là coi như là làm giảm đi cái hài nhiệt xuống nhưng cái chuyện đó thì không bao giờ có thể được cho nên cái 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 cái, cái con người mà viết lên cái bài như thế này mang cái chức sắc à, mang cái địa vị là nhà báo nhưng mà cái cô nhà báo này tôi nói cô chú chị là chỉ là đúng cái từ báo luôn á báo người này báo người kia thôi biết sao ngồi chú anh chị viết tầm bậy viết tầm bạ trời đất quý thần thiên địa ơi Tôi nói cô chú anh chị nè, xét cái gì, nghiệm cái gì, ổng sinh về từ năm nào hợp pháp không hợp pháp đó tùy theo thời điểm của chú anh chị. Nó tùy theo thời điểm, từ cái lúc mà sinh ra rồi cái nguồn chích sức, nguồn gốc, cái chuyện mà ổng á, có là hợp pháp hay không hợp pháp tôi nói cô chú anh chị đứng nằm trong hồ khẩu là có hợp pháp chứ không có nói nhiều đúng không anh chị chứ bây giờ á, nói không hợp pháp đi chi xét á, cái, 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 cái 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 tên nhà báo này á kêu là đi chi xét lại nguồn gốc cái người cho à, người cho con này cái cái nọ tôi nói cô chú anh chị nè bây giờ tôi không cần biết thấy không adn là cái nguyện vọng hai bên nó còn cái chuyện mà cái chuyện này nè cái cái tên nhà báo này á nói như thế này nè cô chú nói rằng là xét nghiệm adn gia đình có tìm cách nào đó tức là coi như là bằng hành động là coi như là À, bằng mọi giá bằng mọi thứ đoạn đó, tìm thấy không tóc tai lông tơ kẻ tóc gì đó để coi như là tìm mục đích coi như là để cho như là thử adn rồi thử, thử lén nó thử không được sự đồng ý của người khác đâu có giống gì cho nên cái đó là cái điều là không hợp pháp như cái đó mới là xâm phạm quyền con người đó có giống gì viết một tờ và viết một cái đoạn thì ta tốt cho rằng mình là nhà báo biết rất là nhiều điều nhưng mà có giống gì biết không à, khi mà nói về nhân quyền con người nói về uh, quyền con người được điều này được điều kia hiến pháp bảo vệ như thế này hướng pháp bảo vệ như thế kia nhưng khi mà xâm phạm quyền, quyền riêng tư quyền con người thì không biết đúng không cô chị đó, tự nhiên là tìm bằng mọi cách nó thử adn bằng cả cá nhân góc độ cá nhân của mình để tránh tình trạng coi như là bị giảm giả này kia ai cho cái quyền đó khi muốn thử bản thân tôi, tôi không đồng ý, không ai dám đụng vô cái chuyện mà cá nhân tôi hết, Cô chú anh chị. Cho nên nó làm gì có cái chuyện, làm gì có cái chuyện mà muốn tự ý thử này kia, thử nọ, đúng không cô chú anh chị? Ừ, ai cho phép anh chị hả? thử ADN của tôi? Khi tôi chưa được sự đồng ý đúng chưa? Trời đất ơi, anh chị đâu phải là lấy những cái kết quả đó rồi đem ra cái tòa xử à, à, ADN không trùng hợp rồi không là con nuôi này kia là coi như là không được quyền thực kế đó có điều là sai lầm. Cái đó là điều xạo láo Đúng không anh chị? Cái điều hết sức là vô lý như thế Mà họ cũng đem ra đây mà họ viết Coi như là dẫn dắt dư luận không? Theo cái kiểu chiều hướng của bà Sáu Báo Tôi nói thiệt của chú anh chị nè Bây giờ có hợp pháp hay không hợp pháp Tôi chỉ biết là cái người đứng trong hồ khẩu Ông cậu Năm Vũ Linh Cuối cùng là ai? Đúng không? Ông Võ Văn Ngoan Xong sau đó là Võ Thị Hồng Loan Đó, hết trong cái hộ khẩu nó chỉ có hai người ông kia mất đi thì để lại tài sản bà này hưởng thế thôi mà bây giờ đi phao tin ra là người xưa sinh ở đâu sinh à, con nuôi ở đâu rồi xin ai đồng ý rồi cái giấy làm con nuôi nó có sự sự đồng ý chưa đó bla bla chẳng qua là những cái kẻ này, này những cái tên này hiện giờ đang được cái chỗ bà sáu bào đang được cho bà sáu bào á à, coi như là đưa ra những cái thông tin như thế ừ, sẽ làm sáng tỏ sẽ làm rõ là coi như là cái giấy tờ đó có xin con đôi hợp pháp hay không hay xin lậu lậu không lậu tôi không cần biết luôn tôi nói thật không hợp pháp thì ông 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 ông, ông cậu năm ông, ông ông do nhập hộ khẩu để làm cái gì hả nhập hộ khẩu để làm cái gì còn những kẻ những tên á mà bây giờ á không phải là tài sản của mình mà ngày đêm nghe ngóng trong chờ những cái tên đó những cái kẻ đó là tôi nói thiệt cô chú anh chị những cái bẩn thiểu dơ bẩn bần tiện bị ổi không phải của mình mà nhau 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 lên nghĩ đi con ta nuôi mấy chục năm trời không không có tình cũng có cảm không không có trước cũng có sau không cha con người ta tự nhiên nó bay ra cái tự nhiên phao cho rằng là con giờ con, con là con con con, nuôi à, mà không được quyền thừa kế ủa gì kỳ vậy cô chú anh chị gì kỳ vậy lực gì kỳ hả? con nuôi nhưng mà ông kia ổng là người đã sinh về thấy không ông nuôi hợp pháp nuôi mấy chục năm ông cho nhập hồ khẩu bây giờ cái việc thừa kế là của cô này thế thôi hết bây giờ tự nhiên tài sản của người ta không lo đi làm đi ăn lo ngồi đó chồm hôm trong ngóng tài sản của người khác đồ cái thứ những cái lũ bẩn thiểu đúng không cô chú anh chị trời đất ơi tài sản của mình không có tạo dựng đi tối ngày ngồi đó chòm hôm chòm hôm tài sản của người khác có ai đời tự nhiên cái trời ơi cha nó mất cái tự nhiên cái à, em ruột cháu ruột bay vô tranh chấp tài sản cái chuyện phi lý cái chuyện vô đạo đức cái chuyện mà vô lý như thế mà đi ngồi chòm hôm tối ngày ngồi trông chờ được còn tay còn chân mà còn sức lao động mà vô gia cư trời ơi trời vô gia cư nào đâu là vô gia cư nào là nuôi mẹ già nuôi con nhỏ con mẹ đó sao già hả còn chửi người ta quá trời còn sang sản sang sản được sao gọi là già Hả anh chị Còn hăng máu lắm mà Còn trời đất ơi còn sân si sần sần tới Lấy cái quyền gì đuổi người ta Lấy quyền chủ nhà nhục chưa Trời ơi rồi bây giờ á là bây giờ á, lên mạng ở đầu là kiếm đồng minh kiếm phao tin người này phao tin người kia coi như là lo cái đầu là lo coi như là 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 là, là để coi như là tìm cách cho mình cô chú anh chị tìm cách coi như là hợp pháp cho mình nhưng mà cô chú anh chị thấy chưa cuộc đời cái gì của mình là nó sẽ là của mình thôi không phải của mình dù có trông chờ dân mạng người ta giờ ta hiểu hết rồi bắt đầu là khi mà dân mạng người ta phản ứng lại cái vấn đề của mình đặt ra thì bắt đầu là mẹ con nhau nhau là đi thương này đi, đi kiện rồi kia kiện tới đâu rồi Thưa tới đâu rồi kiện nhanh lên kiện mạnh lên kiện ầm ầm lên thấy không cho người ta sợ ở đời nó nhắm kiện hết cả nước này không hả người ta nói hết cả nước nó nhắm kiện hết cả nước không mẹ bà nó ngộ ghê tự nhiên á nghe gì kiện à kiện à kiện ủa ngộ quá à mình nó lên mạng mình họp báo mình không gian mạng mạng xã hội đầy đủ hết trơn rồi sao có vốn chị hả mình muốn công bố cái gì đó nói vòng 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 hai tiếng đồng hồ toàn nó cho cái lợi cho mình không à không có cái nào thấy mình cho nói là từ trong chuyện đó tôi có sai tôi sai vấn đề này tôi sai vấn đề kia À, tôi có cái sự xin lỗi tôi có cái đến chính này tôi cũng có, đánh... có ngồi <laughs> đúng à? rồi cái chuyện vô tranh chấp tài sản không phải của mình cũng đúng luôn không có từ nào xin lỗi cái nào cũng dành phần đúng như mình phần sai gì ai của chú anh chị đúng không mẹ con á, con mẹ thì hung dữ quấn người ta từ nhỏ tới lớn quấn rồi đầu ghét thấy hở ra cái đầu là đội táng này rồi sáng người kia thấy không chắc cũng có ý định đó cô chú anh chị cũng có ý định quýnh cho cái con bé lon này cho nó tản tản đi cô chú anh chị không quýnh cho nó ngáo ngáo đi để mai mốt khỏi tranh tài sản cô chú anh chị bắt đầu là chấn áp bằng cái sự tinh thần nó chấn áp tinh thần coi như là cho nó bấn lộn mỗi lần nó nhìn mình là nó sợ nó không dám chấp nó là nó cái vấn đề người ta im nhỏ đó là nó sợ mình là cái vấn đề người, người ta im nhỏ nó không phải mình đâu người ta im nhỏ nó không phải mình người ta mình đó ngày ừ, nào đẹp trời ta đuổi cổ mình ra khỏi nhà lúc đó mới mang nhục của chú anh chị giờ là mang nhục nè đúng không đó xưng là em ruột đó xưng là cháu ruột đó giờ làm sao được ở trong nhà đó không hay bị tống cổ ra khỏi nhà đó là biết cái quyền hạn ta tới đâu rồi cái gì bày đặt hồi ơi trời lên mạng trao nhau 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 mẹ con hả lấy cái quyền gì mày có dưới dòng cái thứ mà gì một giọt máu đào hay mà cái dòng trôi sông lạc chợ ủa trôi sông lạc chợ mà nhà người ta ở còn mình á hả ừ, ngọ gàng quá ừ, ngọ gàng rồi. quá quá tự giờ đi ra nè còn mẹ con của bà đó giờ là lo chuyện sao kê đi sao kê tới đâu rồi ôi ơi trời cái ông sạc thành sạc điện vậy đó ở ừ, bên pháp trời ơi đời tôi mới thấy hồi đó giờ Trời ơi đám ma mà sao kê Sao sao không sao Mấy cha mấy mẹ lợi dụng vô cái câu chuyện Mà gia đình người ta tan gia bối rối Lợi dụng cái câu chuyện đó Bắt đầu sống súng nhau mạnh người nào người ta kêu gọi Kêu gọi xài vô mục đích gì Xài vô vấn đề gì Gọi mấy cha có cung cấp có đầy đủ hết chưa Mấy cha có chưa có đưa cho người này Đưa cho người kia đưa cho cái người gia đình người ta đang thừa hưởng Đưa cho lo hết đủ hết chưa Thấy không Trời đất ơi có phải sao kê chứ sao ờ ừ, mà đặt cái trời đời tôi mới thấy đám tăng mà sao kê đám tăng kê nó rõ ràng nó lạc đi mà cứ ăn cho nó sát của người khác ừ, nó là cái điều mà mình hiểu tâm thủy là mình bị ổ cái chuyện làm những cái đúng không ờ là kêu kêu rồng rã kêu mấy tháng trời người ta kêu giỏi lắm người ta kêu một giai đoạn ngắn thôi ví dụ năm mười ngày hay hoặc là tới ngày đó là hết tôi sẽ không kêu gọi nó cái gì kêu mà kêu hoài luôn kêu gọi gì mà kêu gọi giống như là kêu gọi nuôi bản thân mình luôn hay sao kêu gọi này có mục đích có ý định hốt cũng chót hay sao á rồi mạnh người nào nấy bây giờ á người ta kêu sao kê cái im tinh thích á đó, đó, bao nhiêu cái tên người ta nêu lên đó, sao không lên tiếng đi sao không ra ngân hàng sao kê cho rõ ràng đi người ta nói quan mình hay gì người ta nói đúng không đúng mình hay gì mình xúm nhau sao nó không ra sao kê rõ ràng đi mình liêm chính mà mình đàng hoàng mà mình không có lợi dụng mà sao không ra sao kê hết đi thằng này con nọ đó sao không ra súng nhau coi như ra ngân hàng sao kê cho nó rõ thằng minh bạch đi ngộ ghê à tự nhiên im thinh thích nè mình đàng hoàng thì mình phải làm sao cho người ta nể chứ đúng không anh chị ngồi đó không im thinh thích hết bắt đầu là đưa vô vụ kiện ủa cái chuyện không phải tài sản của mình mà lo cả nhau rồi nhau rồi nhau đi kiện đúng không nó không có quyền lợi của mình đó. lo nhau nhau đi kiện đúng không nó không phải tài sản của mình rồi sao nữa mất đồ mất đạt ở đâu đó 8 triệu 200 đô Đấy không cũng lo nhau nhau đi kiện đó, trong khi đó người ta cần cái minh bạch sao kê rõ ràng thì không sợ ông làm đó, chi tiêu vô cái việc gì là anh kêu gọi được bao nhiêu tiền đó rồi anh đưa cho ai anh chi tiêu vào những cái việc gì nó có phải liên quan tới đám ta đám 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 đám, đám tang của cậu năm hay không rồi sau anh đưa cho ai nè còn liễn lợi bao nhiêu này không lẽ anh anh chi tiêu hết đúng không anh đưa cho ai thời điểm nào bao nhiêu tiền rồi cái người đó đó Cái người cần bây giờ nè Cái người cần giữ tiền đó đó Chi tiêu hết bao nhiêu còn bấy nhiêu Còn bấy nhiêu rồi đưa lại Hiện tại là đưa lại là đưa cho ai cô chú vậy Đưa cho bé Lon Nó là con con của ông Cầu Năm Quyền thừa kế cuối cùng phải đưa lại cho nó Cái chuyện đó không làm Mày đặt bây giờ đi ra phao tin là coi như là mày con nuôi mày sẽ không được nhận cái này Mày con nuôi sao không được nhận cái kia Mày không hợp pháp với ông bà Pháp Bây giờ tôi đắt cần biết hợp pháp không hợp pháp Tôi chỉ biết là ờ hậu khẩu cha tôi có tên tôi trong đó đó Xong Ở đó mà thưa kiện cái gì Ổng à, nhận là con Ổng lên bao nhiêu chương trình ông đều nói Ổng chỉ có một đứa con gái duy nhất thôi nha không Ổng chỉ một đứa con gái duy nhất Ở đâu Ổng cũng nói Chỗ nào Ổng cũng nói Mà bao nhiêu nghệ sĩ người ta làm chứng nữa nó cần thiết ha? ai cũng biết hết trơn á chứ đừng có nói mà, mà 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 bây giờ mà ngồi đó mà mà mà, mà À, con này à, nếu mà con nuôi không có giấy tờ hợp pháp sẽ không được quyền hưởng cái này hưởng cái kia rồi đi thử adn đi lén lén đi thử adn nó đi phải không ủa rồi những cái, cái lén lén nó đi thử nó bây giờ nó không trùng giọng ổng á rồi cái đó dám công bố không dám công bố không hả cái người nào đi thử dám công bố tôi đã lén thử không hả tôi thách luôn á tôi thách rồi đố vừa rồi cho thêm tiền nó cũng không dám nữa ở đó mà bị đặt sâu xạo sâu xạo rồi công bố đi mình chưa coi như là cái chuyện đúng sai chưa biết chứ bây giờ xâm phạm đời quyền riêng tư quyền con người và xâm phạm một cách nghiêm trọng như thế công an cầm đầu liền cho ở đó bài đặt sâu xạo ở đó mà đi suối ngày này suối ngày kia muốn đứng ra nói chờ quyền con người muốn nói quyền con người mà đi vi phạm có chuyện sự riêng tư rất là lớn như thế nghiêm trọng như thế mà dám lên bài mà cho mình rằng là nhà báo hiểu biết biết cái gì cái đó là cái sự ngu xuẩn suối dục tầm bậy tầm bạ làm cho rối loạn thêm chứ làm cái gì Đấy không Trời kêu ai nấy dạ Trời cho nhiêu ăn nhiêu nó có dành giật cơm hơn được đâu bà Sáu ơi Tôi nói thiệt chứ bà Bà có dành cái chăng nữa bà cô không hơn được đâu Không thể nào khá hơn được Cuộc đời của bà biết bao nhiêu cơ hội rồi Bà bà coi như bà, bà báo biết bao nhiêu con người rồi Đấy không Bà bớt báo lại đi nha Đó những ngày hôm nay nói chung là những vài lời Tôi cũng muốn là nói với cô chú anh chị như thế là Hồng Loan à, có một nhà báo xưng mình là có một người rất là chữ nghĩa rất là nhiều coi như là 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 muốn coi như là mình để cho mình biết rằng là coi như là chuyện Hồng Loan hợp pháp hay không hợp pháp cái này là cái tung tin cái kiểu đó là cái kiểu nhà bà sáu đưa ra cái cho cái bà này viết bài viết đồ để hù dọa cứ nói đừng có dọa bây giờ giờ mẹ con bà đang ở đâu ăn ở ngoài đường ở cái xóa xỉnh nào bà nó có được trong nhà đó đâu mà bà đặt lên tranh giành cái gì tài sản không phải của mình Đấy không hợp pháp không hợp pháp đi điều tra đi điều tra thoải mái đi Đấy. ai thưa thì nó tự đi điều tra còn cái chuyện mà tôi nói là đừng có ngu xuẩn mà suối đi suối à, thử adn lén lúc thử đi mẹ bà đưa cái giấy xét nghiệm ai dám công bố tôi không đồng ý xét nghiệm bản thân tôi đó nó muốn nói quyền con người không ngu xuẩn đó là một cái điều rất là ngu đó như vài lời ngày hôm nay tôi muốn gửi đến à, cô chú anh chị như thế hồng loan thì vẫn là con người hưởng thừa kế bình thường thôi chứ còn ngoài ra hồng loan đừng có giống như nghe trên mạng đồn thổi rằng là con hợp pháp không hợp pháp và tôi trông cha tôi để là tôi trong hồ gẫu cha tôi mất rồi tài sản đó là của tôi còn cái chuyện ai muốn tranh chấp với bản thân tôi á thì cái đi tự mà chứng minh cái gì nó chứng minh với pháp luật đi tôi có việc gì tôi phải đi chứng minh với mọi người hết á ha đó vậy là như vậy một lần nữa xin chào tạm biệt của chú anh chị hẹn gặp lại của chú anh chị trong những video tiếp theo bye bye cả nhà